Thưa quý khán giả, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các đối tượng là thân nhân của nhân viên y tế và để cán bộ nhân viên ngành y yên tâm làm nhiệm vụ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt cao điểm tiêm phòng vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế và thân nhân theo hướng dẫn. Sáng nay, ngày 9 tháng 10, theo đúng lịch hẹn, hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế và người thân vui mừng đến để được tiêm vaccine phòng COVID-19. Xác định tăng cường bao phủ vaccine là phương thức hữu hiệu ngăn ngừa xa cho bệnh viện và cộng đồng trước đại dịch. Nên thời gian qua, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đối tác liên kết trong hoạt động khám chữa bệnh tại Cần Thơ đặc biệt quan tâm công tác chủ động tiếp cận vaccine cho cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị. Chúng tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện là phủ vaccine cho là nhân viên của bệnh viện, và tiếp theo Bệnh viện là Răng Hàm Mặt Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xin phép Bộ Y tế để mà có liều vaccine hỗ trợ cho chúng tôi, giúp cho chúng tôi có những cái mũi vaccine bao phủ cho người nhà, cho thân nhân, để chúng tôi là yên tâm trong cái việc phục vụ của mình. Việc tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên và người thân thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo bệnh viện với lực lượng tuyến đầu luôn đối diện với nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, giúp họ yên tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần gia tăng hàng rào bảo vệ, giảm thiểu nguy cơ lây lan mầm bệnh ra cộng đồng. Đợt này được bệnh viện quan tâm là cho sắp xếp là cho người thân của mình được tiêm vaccine, để mà tiêm vaccine cho chồng để mình yên tâm mình đi làm, về nhà mình ở chung nhà thì nó cũng đỡ lo lắng gì thêm. Mình cũng yên tâm để mình làm công tác tuyến đầu. Với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó, ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch chi tiết từ đảm bảo an ninh trật tự, điều phối đến thực hiện nghiêm công tác khám sàng lọc, phân loại đối tượng, tiến hành tiêm và theo dõi sức khỏe sau tiêm tại hai điểm là trường tiểu học Cái Khế 2 và khu nội Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Mọi người đến tiêm phòng đều phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, khu vực tiêm được bố trí theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn và vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các phương tiện, máy móc, thuốc, dịch truyền cũng được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tiêm chủng đúng loại thuốc, có kiểm tra đối chiếu và có các bộ phận theo dõi sau tiêm, gồm có phòng cấp cứu và các phòng theo dõi sau tiêm để đảm bảo an toàn, làm sao cho bà con được an toàn nhất trong việc tiêm chủng. Kết thúc ngày tiêm thứ nhất, đã có 1.000 trên tổng số 2.500 cán bộ, nhân viên và thân nhân của cán bộ y tế hai bệnh viện được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Đảm bảo an toàn, chưa ghi nhận bất thường về sức khỏe. Mọi người đến tiêm được hướng dẫn, tư vấn kỹ lưỡng về cách thức ăn uống, nghỉ ngơi và những phản ứng phụ sau tiêm. Như tôi 80 mấy tuổi, ở nhà thì nghe người ta nói thì sợ. Đi hôm nay thì vui lắm, các bác sĩ y sĩ rồi hướng dẫn này đầy đủ tất cả. Không có phải hỏi thăm mà đâu tất cả. Thích thuốc gì thì vào phòng thuốc ấy, bột một mũi rồi thì cũng đỡ lo. Nỗ lực để ngày càng nhiều người có thể tiếp cận với vaccine của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần nhân lên niềm vui mang tên vaccine phòng COVID-19, hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng để mọi hoạt động sớm trở lại nhịp điệu bình thường.